bộ ảnh đầu năm ngọt ngào của vợ chồng thủ môn bùi tiến dũng con trai một tháng tuổi chuẩn rickit vợ chồng bùi tiến dũng hiện là một trong những cặp sao nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng sau khi quý tử chào đời đôi uyên ương được nhận xét ngày càng mặn nồng mới đây nam thủ môn sứ thanh và bà xã tiếp tục phủ đường trên mạng xã hội với bộ ảnh tình tứ đầu năm cụ thể trên trang cá nhân bà xã nam cầu thủ gốc thanh hóa vừa cập nhật loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng trong. trong khung ảnh cặp đôi diện trang phục màu trung tính đồng điệu dù không quá cầu kỳ, song bộ ảnh lại mang đến cho công chúng cảm giác ấm áp, hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới, để tăng độ thu hút cho khung ảnh. Đôi uyên ương còn khiến fan trầm trồ với các cử chỉ tình tứ. Không có sự góp mặt của quý tử, vợ chồng Dũng hôn tích cực thể hiện tình cảm dành cho đối phương. Trong khung ảnh đó năm mới, cặp đôi cũng gây xôn xao với khung ảnh tình bể bình khi chụp tại gia. Đặc biệt, nhan sắc của nữ người mẫu 10 10 nhận được nhiều lời khen bởi vẻ rạng rỡ xinh đẹp sau một tháng sinh con đầu lòng ngoài ra vóc dáng người đẹp cũng không thay đổi quá nhiều so với thời điểm trước trước đó cặp sao cũng đăng tải bộ ảnh chụp cùng con trong tiệc đầy tháng của quý tử tại đây đôi uyên ương khéo léo chọn góc chụp che chắn diện mạo nhóc tỳ dù vậy cậu nhóc cũng được ba mẹ cho diện đồ xịn hóa thân thành ông già noel chiếm spotlight mọi khung ảnh cùng chụp ảnh với con Vợ chồng Bùi Tiến Dũng không giấu được vẻ viên mãn khi gia đình có thêm thành viên mới. Được biết, quý tử đầu lòng của Bùi Tiến Dũng chào đời vào ngày 25 tháng 11. Cậu bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ và nặng 2,8 kg. Mẹ và em gái của bà xã Bùi Tiến Dũng cũng có mặt để được gặp mặt cháu. Sau khi con chào đời, cặp sao dành hầu hết thời gian bên cạnh em bé, cả hai cũng không ngại chi tiền để sắm sửa trang thiết bị tốt và thuê người chăm sóc con. Qua khung ảnh trên vợ chồng Bùi Tiến Dũng càng chứng tỏ tình cảm ngày càng mặn nồng sau kết hôn và sinh con. Đồng thời, nam thủ môn xứ Thanh và bà xã người mẫu 10/10 cũng cho người hâm mộ có góc nhìn cởi mở hơn về việc các cặp đôi công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Là một thủ môn nổi tiếng với khối tài sản khủng, không có gì lạ khi Bùi Tiến Dũng cùng vợ Tây Diana luôn đầu tư cho con cuộc sống tốt nhất cả về vật chất và tình yêu thương. Là bậc cha mẹ, ai cũng muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con nhất là những gia đình có điều kiện, thì con cái của họ càng được chăm sóc đặc biệt từ khi mới sinh ra. Cách Bùi Tiến Dũng chăm sóc vợ Tây và con trai khiến cộng đồng mạng không khỏi suýt xoa cho ông bố một con này. Nơ cần, tinh tế từ những việc nhỏ khiến bà xã Dianca Zakidova vô cùng xúc động. Người hâm mộ đang rất mong chờ được chiêm ngưỡng diện mạo quý tử lai Tây nhà Bùi Tiến Dũng. Nhớ like và theo dõi kênh để cập nhật những tin hay nhất các bạn nhé.